Đạo diễn Ngô Cường, biên kịch Vương Hiểu Thúy, sản xuất Trương Triệu Dương, với các diễn viên chính: Phan Trị Hân trong vai Ngụy Tử Kỳ, Đồ Băng trong vai Nguyên Hạ, Ngô Hào Trạch trong vai Hình Nam, Lưu Giả Tỷ trong vai Nghê Ninh, Tống Nhất Hùng trong vai Bùi Thâm, Lâm Ngải Như trong vai Hy Lâm, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Em Chạy Về Phía Thời Không, tập 13. Hôm nay vẫn không có cuộc gọi hả? Đã liên hệ suốt nhiều ngày rồi. Chắc đã có sự cố gì rồi. Alo, lão Ngụy, cậu nên tới bệnh viện đi. Si Lâm uống thuốc tự sát, giờ đang cấp cứu. Si Lâm tự sát. Khoa khám bệnh, bệnh viện Phụ Minh, khoa nội trú. Cô tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu ở đâu không? Em có sao không? Em không sao. Hai người có thể ra ngoài một chút được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Tử Kỳ. Hai người nói chuyện đi, em ra bên ngoài chờ. Em ổn không vậy? Cô muốn nói gì với tôi? Em xin lỗi Tử Kỳ. Em xin lỗi. Từ nhỏ tới lớn, ba luôn rất thương em. Em cứ nghĩ ông ấy là người tốt nhất trên đời này. Nhưng không ngờ ông ấy lại hại chết ba anh, xém chút nữa còn giết anh. Em không hiểu tại sao lại như vậy. Sao lại như vậy? Sì Lâm, cô đừng nghĩ nhiều quá. Đây là chuyện của Sì Côn, không liên quan đến cô. Sao lại không liên quan đến em? Em là người gần gũi với ông ấy nhất. Nếu em phát hiện sớm hơn, mọi chuyện đã không ra nông nổi này. Còn chú Hằng nữa, đều tại em. Tất cả là lỗi của em, đều tại em. Em xin lỗi anh, Tử Kỳ. Em thật lòng xin lỗi anh, Bùi Thâm. Sao không nghe máy? Em không muốn nghe điện thoại của anh ta. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sì Lâm, cô phải nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì thì tôi mới giúp cô được. Hình như ba em để lại cho em một khoản tiền. Trước khi đi đầu thú, ông ấy có đưa mật mã cho Bùi Thâm. Nhưng không ngờ anh ta lại là hạng vong ân bội nghĩa. Không những không đưa mật mã, còn liên tục gọi điện đe dọa em. Em không biết đây là cuộc gọi lần thứ mấy rồi. Vậy đi, cô cứ nghe máy trước. Ít nhất chúng ta phải biết anh ta muốn làm gì, có đúng không? Đúng.
Cô chủ, sợ tôi tới vậy sao? Còn không dám nghe điện thoại của tôi nữa. Bùi Thâm, rốt cuộc anh muốn gì đây? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần tiền. Đúng là mấy năm nay ba cô đối xử với tôi không tệ. Nhờ nguồn tài trợ của ông ta, tôi mới có ngày nay. Nhưng cũng đúng là tôi đã làm trâu làm ngựa cho ông ta suốt mấy năm nay. Giờ ba cô gặp chuyện liên lụy tới tôi, triệt đường kiếm sống của tôi. Tôi muốn một nửa số tài sản cho ba cô để lại cũng không quá đáng nhỉ? Anh còn mặt mũi nói ra được những lời này à? Ba tôi tốt với anh, tin tưởng anh như vậy. Anh làm gì không thấy hổ thẹn với ông ấy sao? Hôm nay tôi cũng nói rõ với anh, dù tôi có chết cũng quyết không cho anh đồng nào đâu. Được, vậy chúng ta cắt đứt hoàn toàn. Đừng ai hòng lấy được số tiền này. Ngân hàng yêu cầu cô ra mặt, còn mật mã nằm trong tay tôi. Cô chủ à, thời thế thay đổi rồi, cô đừng tùy hứng nữa. Giờ phải làm sao? Làm sao tôi biết mật mã của anh là thật? Gặp nhau cô sẽ biết thôi. Chút nữa tôi sẽ nhắn cho cô thời gian và địa điểm. Ta phải làm sao đây? Bùi Thâm bán mạng cho Si Côn từ trước đến nay, giờ tự nhiên quay sang tống tiền Si Lâm. Mục đích của anh ta thật sự chỉ vì tiền thôi sao? Ngụy Tử Kỳ của năm 2025 từng nói với em hung thủ là Bùi Thâm. Mấy ngày qua người của năm 2025 không gọi điện liên lạc với chúng ta. Những người muốn có được chiếc điện thoại thời không song song đều đã xa lưới rồi, chỉ còn lại một mình Bùi Thâm. Không lẽ mục đích thực sự của anh ta cũng là chiếc điện thoại này? Quả thật Bùi Thâm còn rất nhiều bí mật khó đoán, chúng ta buộc phải tìm ra anh ta. Nghe Ninh, cô kiểm tra xem quê anh ta ở đâu. Hồ sơ cá nhân, làng Vu, huyện Lâm. Huyện Lâm. Tập 13, mật mã hoa chuông. Camera 1, thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2024. Chắc đây là nhà dưới quê của Bùi Thâm rồi. Có vẻ như không ai ra vào nơi này. Các người là ai? Anh ơi, đây có phải nhà của Bùi Thâm không? Bùi Thâm là ai? Tôi không quen. Hình như họ rất bài xích người từ nơi khác tới. Ngôi làng này hẻo lánh, chắc là mọi khi cũng hiếm có người ngoài tới. Chúng ta ghé tới nên họ hơi cảnh giác cũng phải. Hay là vậy, chúng ta chia nhau ra dò la tin tức của Bùi Thâm. Camera 1, thứ 2, ngày 21 tháng 10 năm 2024. Chị ơi, chào chị. Chị có quen Bùi Thâm không? Đó là ai? Tôi không quen. Đi hỏi người khác thử xem. Chào chị, cho tôi hỏi một chút, chị có quen Bùi Thâm? Tôi không quen. Chào mọi người, chúng tôi là đồng nghiệp của Bùi Thâm. Tôi muốn hỏi thăm chuyện của anh ấy. Bùi Thâm là ai? Trong làng có ai tên Bùi Thâm không ạ? Tôi chưa nghe bao giờ, làng tôi không có người họ này. Sao rồi? Ông ấy nói làng này không có họ Bùi. Không có người họ Bùi. Bùi Thâm gì đây? Cậu ấy là ngư đảng mà. Ngư đảng? Về làng từ khi nào vậy? Không phải chú ạ, chú nhận nhầm người rồi, cô không phải ngư đảng. Sao tôi nhận nhầm được? Cậu nhìn mắt của mình đi, giống y hệt hồi nhỏ con gì. Ban đầu lúc bị ba cậu bỏ rơi, cậu xém chút là chết đói. Nếu không nhờ ông già này tốt bụng cho cậu chút cơm, cậu đã chết đói từ lâu rồi. Làm gì có cơ hội được cô chủ kia đưa về thành phố hưởng phúc. Chú ơi, chú nhận nhầm người rồi, cô không phải ngư. À, không nhận nhầm đâu ạ. Con và ngư đảng vừa kết hôn chưa được bao lâu. Tôi cũng nhớ bà con làng sớm, nên con dành ấy về thăm người thân. Cô là cô chủ hồi đó chọn ngư đảng hả? Cô lớn rồi ha, cư xử trưởng thành hơn hẳn. Lúc đó cô còn không thèm nhìn chúng tôi, chê làng chúng tôi vừa dơ vừa hôi. Hồi đó cô còn ôm cho cây đàn gì đó, ngồi lì trên xe không chịu xuống. Khi đó làng chúng tôi đang có kế hoạch phát triển. Cô nói làng này hôi thối, vậy là ba cô không thèm nói gì, loại luôn làng chúng tôi. Nhưng ngư đảng, cậu lại chó ngáp phải ruồi. Tôi thật không ngờ Bùi Lâm và Si Lâm lại có mối duyên phận này.
Cô chủ Si đúng là dừng chơi. Đừng nói chuyện này nữa. Vậy làm sao đây? Tìm cả ngày trời vẫn không thấy anh ta. Giờ đi về hay là... Chúng tôi tới nhà Bùi Thâm. Hai người đi tìm tung tích của anh ta. Sau đó về thành phố. Đi thôi. Phúc. Vé hòa nhạc. Anh ta cũng từng nói với em, anh ta thích một cô gái từ lâu rồi. Lần này tôi đến xem mắt là muốn nhờ cô giúp tôi diễn một vở kịch. Vì tôi rất thích một cô gái rất nhiều năm rồi. Tôi muốn được cô gái mình thích công nhận. Đến khi tôi trở nên xuất sắc hơn, tôi nhất định sẽ tỏ tình với cô ấy. Tôi không có cơ hội nói ra vì cô ấy đã thích chàng trai khác rồi. Điều duy nhất tôi có thể làm là lặng lẽ bảo vệ cô ấy. Không lẽ cô gái này chính là Si Lâm? Nếu đúng là Si Lâm, tại sao Bùi Thâm lại tống tiền cô ta? Si Lâm đang đóng vai gì trong vở kịch này? Bây giờ có hai khả năng. Thứ nhất, Si Lâm thật sự là người bị hại vô tội. Bùi Thâm cố chấp yêu đơn phương mà Si Lâm không hề hay biết. Thứ hai, Si Lâm cũng là người trong cuộc. Cô ta đang nói dối, đồng thời lợi dụng Bùi Thâm để diễn khổ nhục kế với chúng ta. Hai trường hợp này đều có thể là thật. Nhưng em thật sự không hiểu, nếu Si Lâm là người trong cuộc, sao cô ta lại làm vậy? Mục đích của cô ta là gì? Chứng nhận tài trợ. Anh kêu về thành phố là cố ý diễn cho Bùi Thâm xem hả? Đúng. Tuy anh ta đã rời ngôi làng này nhiều năm, nhưng chắc chắn có rất nhiều người quen anh ta, sẽ có rất nhiều tai mắt. Hơn nữa lúc chúng ta vừa tới đây, anh thấy có một camera chỉ thẳng vào cửa nhà anh ta. Rất có thể ngay từ đầu anh ta đã biết việc chúng ta tới đây. Em sao vậy? Lại dị ứng hả? Hoa chuông. Đất còn ẩm. Chắc chắn mấy ngày trước anh ta từng tới đây. Vứt đi. Được. Không sao rồi. Người tới. Đừng chạy. Đứng lại. Thank you.
Tôi già rồi, cuối cùng mấy cô cậu cũng đuổi kịp. Chú à, sao lại là chú? Chú là ai? Bùi Thâm đâu? Thì ra người ở trong nhà Ngư Đảng là các người à? Ngư Đảng hiện đang ở đâu? Tôi không biết. Lúc nãy Ngư Đảng cho tôi cái nón này, kêu tôi tới sân nhà cậu ấy, dặn là đừng vào, cứ chạy ngược về đường cũ. Nếu tôi làm được, nó sẽ dắt tôi lên thành phố làm giàu. Nhưng tôi già quá, vô dụng rồi, vô dụng rồi. Nguyên Hạ, Nguyên Hạ, Nguyên Hạ, Nguyên Hạ. Từ khi tới huyện Lâm, từ đầu tới cuối, ta không hề thấy bóng dáng của Bùi Thâm. Là tôi sơ ý quá. Ngay từ đầu anh ta đỡ quanh đây, chưa từng rời khỏi nơi này. Đừng sợ, không ai có thể uy hiếp em được đâu. Trong đó có anh. Tất cả mọi chuyện đều do anh tự nguyện. Anh có thể làm tất cả vì em. Anh không cần em phải báo đáp anh. Em biết mà. Từ lần đầu tiên em chìa tay ra, đặt nhạnh hoa chuông đó vào tay anh, anh đã có thể làm tất cả vì em. Anh sẽ dọn bỏ mọi chướng ngại cho em. Em chỉ cần tiếp tục sống cuộc đời rực rỡ của mình, tận hưởng những lời ca ngợi và tràng pháo tay thuộc về em là được rồi. Nguyên Hạ, Nguyên Hạ, Nguyên Hạ. Vậy đi, chúng ta chia nhau ra. Được, đi thôi. Nguyên Hạ, Nguyên Hạ, Nguyên Hạ. Bùi Thâm, anh đừng manh động. Cô không nên tìm ra nơi này. Chứ cần cô tới đây sẽ phải chịu kết quả này. Chắc cô cũng biết. Tội giết người còn nghiêm trọng hơn tống tiền nhiều. Cô không biết hả? Thật ra tôi muốn giết cô từ lâu rồi. Người ban đầu đột nhập vào nhà cô thực chất là tôi. Lúc ở homestay, Chu Duy bất ngờ tấn công cô. Chính tôi đã đưa số phòng cho ông ta. Phải rồi, còn lần ở dưới hầm đổ xe nữa. Nguyên Hạ, nếu Ngụy Tử Kỳ không xuất hiện, cô đã chết từ lâu. Sao lại làm những chuyện này? Bùi Thâm, chẳng lẽ anh làm vậy để lấy chiếc điện thoại cho Si Cô? Đương nhiên, cô thông minh như vậy, đã tìm đến tận đây, dĩ nhiên phải đoán ra chứ. Đây là nơi tôi ra đời. Khó khăn lắm tôi mới được Si Cô đưa đi. Tôi muốn thành kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp, thành người giàu có. Dĩ nhiên tôi làm tất cả những việc này là vì tiền. Nhưng vì các người, giờ đây tôi không còn gì nữa. Nhưng tôi cứ có cảm giác anh không phải hạng người như vậy. Bùi Thâm mà tôi biết trong công việc thì rất nghiêm túc, có trách nhiệm, trong cuộc sống thì chu đáo và lịch thiệp. Cô uống nước ấm đi, tránh bị cảm. Bùi Thâm, anh dừng tay đi. Giờ Si Côn đã vào tù rồi, nhưng anh vẫn còn cơ hội quay đầu. Hơn nữa, không phải vẫn còn một cô gái mà anh muốn bảo vệ trong thầm lặng sao?
Đáng tiếc cô ấy không bao giờ nhận ra. Đó chỉ là lời nói dối tôi bịa ra. Sao cô ngây thơ quá vậy? Tôi nói gì cô cũng tin. Không, khi một người nói về người mình thích, ánh mắt và giọng điệu sẽ không lừa được người khác đâu. Tôi cảm nhận được anh rất thích cô ấy. Thích tới mức tuyệt vọng, đau khổ lắm phải không? Đau khổ. Cô là người đầu tiên nói như vậy. Nhưng cô nói sai rồi. Tôi vốn không thích ai hết. Thứ mà tôi yêu nhất trên đời này chỉ có tiền. Nguyên Hạ, Ngụy Tứ Kỳ, Nguyên Hạ, Nguyên Hạ, Bùi Thâm, anh bình tĩnh lại đi. Đứng yên. Được, tôi đứng yên. Anh muốn điều gì tôi cũng đồng ý hết. Chứ cần anh thả Nguyên Hạ ra. Các người đã tìm đến tận đây rồi. Sao tôi còn dám mơ mộng các người sẽ buông tha cho tôi? Con đường lùi cuối cùng của tôi đã bị các người chặt đứt rồi. Phải bàn sao đây? Ngụy Tử Kỳ, tôi biết anh là người như thế nào. Tôi không phải đối thủ của anh. Bùi Thắm, đừng manh động. Anh đừng ồn nữa. Được, tôi không ồn. Có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không? Bùi Thắm, anh đừng manh động. Hãy nghĩ tới người anh thích đi. Đúng, hãy nghĩ đến Si Lâm. Nếu tất cả những gì anh đang làm đều là vì cô ta, hoặc tất cả mọi chuyện là do cô ta xúi giục anh, anh nghĩ mình gánh tội thay. Vậy thì hai tay cô ấy không vấy máu sao? Bùi Thâm, anh không phải giúp cô ấy. Rõ ràng anh đang hại cô ấy. Anh muốn tự tay đẩy cô ta vào tù sao? Tội tống tiền không đến mức phải chết. Nhưng nếu anh chết thì mọi chuyện coi như chấm hết. Chỉ cần con người ta còn sống thì vẫn còn cơ hội, không phải sao? Vẫn còn cơ hội à? Hết rồi. Tôi thật sự mệt rồi, không muốn sống nữa. Thật ra tôi cũng rất muốn có được chiếc điện thoại đó. Nếu có được nó, có khi tôi và cô ấy có thể có được một kết cục khác. Kết cục như cô và Ngụy Tử Kỳ. Nhưng mà không có nếu như nữa. Nguyên Hạ, Nguyên Hạ, em có sao không? Không sao rồi, không sao rồi. Lúc nãy ở bên mép vực, như có đèn kéo quân xuất hiện trong đầu em, khiến em nhớ lại mọi ký ức cuộc đời trong hơn 20 năm qua. Em phát hiện em còn có một niềm tiếc nuối lớn. Em yêu anh. Em muốn bên cạnh anh mãi mãi. Thời tóc sắp rơi xuống vực, điều em tiếc nuối nhất là chưa từng chính miệng nói với anh. Em rất yêu anh. Em biết anh chính là tồn tại đẹp đẽ sâu trong linh hồn em. Em sẽ vượt qua xiềng xích thời gian. Vì tình yêu, kiếm tìm anh là thời gian, là anh, cả cuộc đời em. Em sẽ vượt qua xiềng xích thời gian. Vì tình yêu, kiếm tìm anh là thời gian. Nguyên Hạ, chúng ta sẽ mãi mãi, mãi mãi bên nhau. Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ tìm một bờ biển. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
是用尽力气要与你重逢。如果说时光能印证一遍遍追寻，只为如初的眼神。思念穿越过时空，默不作声，爱救赎着彼此，从未断层。多像一个转身，我就变成我们。我相信爱能转动千万种可能。